Bác gái bệnh nhân 17 xuất viện về thành phố Hồ Chí Minh sau gần 3 tháng điều trị COVID-19. 9 giờ sáng ngày 3 tháng 6, bà LTH, 64 tuổi bác gái của bệnh nhân 17, chính thức được xuất viện, trở về đoàn tụ cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh sau gần 3 tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện bà đã có thể tự đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Tâm trạng vui vẻ và phấn chấn, bà tâm sự nhiều chuyện với nhân viên y tế của bệnh viện. Được biết, sau khi về thành phố Hồ Chí Minh, bà tiếp tục được theo dõi tim mạch tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bà hát, vui vẻ và phấn chấn trong lúc chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay. Bà chụp ảnh cùng các nhân viên y tế, những người đã trực tiếp chăm sóc bà gần 3 tháng qua. Trước đó, bà hát ra Hà Nội ngày 28 Tết, hỗ trợ cháu gái bệnh nhân 17, lau chùi, dọn dẹp khách sạn, đồng thời phụ tuyến giúp nhân viên. Ngày NHN về nước, thấy cháu có biểu hiện ho sốt, bà đưa N vào bệnh viện thăm khám. Nhưng bà không ngờ được rằng, chính mình cũng là bệnh nhân COVID-19 được công bố chỉ một ngày sau. Nhập viện, sức khỏe bà ổn định, ăn uống bình thường, cơ thể không xuất hiện bất cứ triệu chứng lâm sàng nào. 10 ngày sau, trong lúc đang xem chương trình vô tuyến, bà rơi vào trạng thái hôn mê. Bệnh diễn biến nặng do có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình, bệnh nhân phải thở máy. Cuối giờ chiều ngày 15 tháng 3, bà có triệu chứng khó thở tăng lên. Đến 22 giờ cùng ngày, biểu hiện suy hô hấp tăng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch, chạy ECMO tim phổi nhân tạo, chuyển bà tới khoa hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị. Khi tỉnh dậy, bà thấy xung quanh mình chỉ toàn máy móc và thiết bị. Bà hát sẽ được tiếp tục theo dõi tim mạch tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. 1 giờ sáng ngày 8 tháng 4, bà hát xuất hiện 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn xuyên đêm, 45 lần bóp tim. Họ bắt đầu cảm thấy bất lực nhưng vẫn cố gắng tìm lại sự sống cho bệnh nhân. Đến lần thứ 47, nhịp tim của bà đập trở lại. Sau 80 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, được công bố khỏi bệnh sáng ngày 27 tháng 5. Trong buổi lễ, bà xúc động, bày tỏ niềm hạnh phúc khi được các bác sĩ cứu sống một cách ngoạn mục. Tôi đã bình phục 70-80% nhờ ơn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và tất cả mọi người đã tận tình giúp đỡ. Tôi đã được cứu sống lần thứ 2, bệnh nhân 19 chia sẻ. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.